Thưa quý vị, vừa qua, ngân hàng ANZ Việt Nam thông báo đã đạt được thỏa thuận bán lại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho ngân hàng Sinan Việt Nam. Theo đó, ANZ sẽ chuyển giao 8 chi nhánh và phòng giao dịch của ANZ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhân viên khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng sinh Việt Nam. Đại diện ANZ cho biết, việc bán lại mảng bán lẻ là nhằm để đơn giản hóa ngân hàng và tăng hiệu suất vốn của ANZ. Theo đó, ANZ định hướng tập trung vào khối khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính. Ngân hàng Shinhan Việt Nam là công ty con của Shinhan Financial Group, một tập đoàn tài chính Hàn Quốc được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc và New York. Mạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ANZ phục vụ khoảng 125.000 khách hàng cá nhân tại Việt Nam với khoảng 320 triệu đô la Úc dư nợ cho vay và khoảng 800 triệu đô la Úc dư nợ tiền gửi.